tối 3 tháng 3, bộ phim Gái già lắm chiêu năm đã được công chiếu, buổi ra mắt với sự xuất hiện của dàn sao hot trong showbiz Việt. Đặc biệt chú ý, đây là sự kiện đầu tiên mà Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện sau ồn ào lộ clip nóng. Có vẻ Ninh Dương Lan Ngọc đã lấy lại được tinh thần sau vụ việc trên. Nữ diễn viên trông khá vui vẻ và nhiều đồng nghiệp đã trao cho cô nhiều cái ôm khích lệ và mong cô vượt qua giai đoạn này. Và ở những khoảnh khắc đặc biệt, khán giả đã nhanh mắt soi ra được một đồ vật mới trên tay của nữ diễn viên. Theo đó, cô đã mang theo một chiếc nhẫn kim cương khủng. Chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay áp út. Nhiều người đồn đoán rằng Lan Ngọc đã được bạn trai cầu hôn. Thế nhưng không ít người lại nghĩ chiếc nhẫn chỉ là món trang sức bình thường được Lan Ngọc đeo mà thôi. Một số cư dân mạng đã tìm ra điểm thú vị rằng chiếc nhẫn của Lan Ngọc và chiếc nhẫn cầu hôn của Đông Nhi khá giống nhau. Thế nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chỉ là sự tò mò, vì cho tới thời điểm hiện tại, Lan Ngọc vẫn chưa công khai người yêu cũng như xác định tin tức hẹn hò.